Được rồi, không được để sáng. Ờ, cứ quay đi, à cứ chơi đi. Đây, là một cao thủ liên quân. Mình chơi ngu quá, phải nhờ cao thủ chơi. Anh chơi à, bọn nó chửi anh ác quá. Lâu phết nè. Tắt bỏ cái đoạn đi. Được rồi. Anh cứ chơi đi. Chính cái đoạn này của mình. It's your turn to ban. Mày chơi con gì đây? Con này là gì? Lâu nhỉ, thấy cái đoạn này lâu nhỉ. Có thể à? Có thể thì nó không ra tranh mấy đúng không? Bắn tỉa đấy đúng không? Ok, này phải chơi 4G đấy, chơi wifi ở ở khách sạn này nó là yếu lắm, mạng chậm. Lâu nha. Chào mừng đến Bình Minh vô tử. Trespasses on. An enemy has been defeated.
lining up the perfect shot. You have defeated an enemy. Hold up, your ally has been defeated. An enemy has been defeated. You're done for. You have been defeated. Double kill. Incredible. An ally has been defeated. You have defeated an enemy. No one trespasses unpunished. Primed and ready. Looking for the perfect spot. An ally has been defeated. Lining up the perfect shot. An enemy has been defeated. Ready and waiting. Shut down. Steady hand and gentle on the trigger. Lining up the perfect shot. No one trespasses unpunished. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Stay back. Enemy double kill. Your team has destroyed a tower. Mana is low. Back to base. Your tower has been destroyed. Shots, 100 hits. Look. An ally has been defeated. An ally has been defeated. Defeated. Lightning strike. 100 shots. 100 hits. Look.
100 shots, 100 hits. Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. An ally has been defeated. Looking for the perfect spot. Your scalp is mine! I am the first hunter. Dragonlord Slayer, have we all? Your team has destroyed a tower. Shut down! Shut down! Chú có thấy bị giật Black gì không? Không, bình thường. Nice. Thắng. Chưa được. Mấy ông dùng LG suốt ngày bảo là dùng LG chơi cái này nó bị giật đấy. Cảm ứng nó không được nhạy ấy. Rồi công bảo là bị tụt FPS đấy. Tụt xuống
tôi xuống 20, 20, 30. Anh thấy chả bây giờ tụt FS cả. An ally has been defeated. Khi vẫn 60 này. Ừ. Tôi lúc lên 61 cơ. Cái thằng kia nó sáng rồi. Giữ bình tĩnh. Mày chết. Ôi thằng trâu thì nó đéo đi như trâu thì không đỡ cho mình đúng không? Đội nó mạnh phết đây này. Thằng trâu này là ngoài là ngoài. Tôi đi đường xe gia. Rút lui. An enemy has been defeated. Your tower has been destroyed. Okay. Châu này đi support mà đi nhà cái giáo gì không biết nữa. Cái giải đường. Châu nó phá game ấy. Không, quan trọng là chơi nó có bị giật lag thì không thôi.
Gần lắc với kiểu kiểu là tụt FPS ấy. Đấy, tại mấy ông LG toàn kêu thế. Bình thường đúng không? Ừ, ok.